hôm nay thì các bé tại lớp học tình thương sẽ được dẫn đi ăn mì cay. Bây giờ thì do là đi ra ngoài quốc lộ 91 xe thì rất là nhiều luôn cô chú, nên là chị An sẽ thuê xe taxi để mà chở các bé đi cho an toàn. Rồi bỏ sao đi con, bỏ sao lên đi. Dạ. Tổng cộng sẽ có 2 chiếc taxi đó cô chú, một chiếc là 4 chỗ với là một chiếc 7 chỗ. Hôm nay thì các bé đi học thì tổng sĩ số là 12, dắn 2 bạn. Các chị lớn thì sẽ đi xe Honda chạy theo đó cô chú. Coi đã chưa chưa, ấn trước đó con, ấn trước nữa sao đủ được coi. Cho em ấn trước luôn chị. Cho bé Kiên ở phía trước nha chị. Rồi, Kiên lên trước lên đây nha chị. Đấy, cho bé Kiên qua đây nghe không? Dạ. Rồi. Ở trước ngọn đứa một bà. Ra ngồi sau bốn đứa đi, trước ngọn đứa hả? Dạ. Rồi, mình ngồi trên xe thì mình nhìn chị em mình với nha. Xuống xe thì xuống cùng lúc hết nha mấy con. Em đổ hết chưa? Dạ rồi, đi thôi. Rồi anh tài xế ơi, anh chạy đi rồi em chạy bộ theo. Rồi đi đi anh. Nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha, xin chào. Ngày hôm nay thì nhóm rất là vui và hạnh phúc luôn khi mà đang có mặt tại tiệm mì cay và sắp được thưởng thức những cái tô mì cay rất là thơm ngon. Thì hôm nay có nhóm các em nhỏ của nhóm Nữ miền Tây và các bạn nhỏ bên lớp học tình thương cũng sẽ đi cùng luôn nha cô chú. Bây giờ thì mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào đây ăn mì cay thôi, xin mời. Vô đi mấy em ơi. Dạ. Rồi đi thôi, đứng đây. Wow, quá đông luôn, quá đông, quá đông. Cái này á mình vô cái là mình bao hết tiệm luôn. Rồi, đi vô hoang. Đi không? Để cho mấy chị vô ngồi trước đi rồi mình ngồi ha. Ngồi đi Hảo Phi. Được. Nè, vô đây ngồi đi. Rồi, vô ngồi đi. Thôi, ngồi đàng hoàng đi. Mấy em đi vô đây nè Thành nè. Đi. Ngồi đi đi. Ngồi xuống. Vô, vô, vô trong ngồi. Đó, mình vô một cái là mình bao hết tiệm luôn. Nè, hay ngồi bên chị Hai, ngồi với chị Hai không? Hay ngồi bên đó. Ngồi chị Hai đi. Mấy cô Trang nha. Nãy giờ mấy chị em vô đông quá. Các bạn không biết, nói chung là chủ tiệm cũng hết hồn luôn. Bây giờ thì hôm nay thì được gặp tình yêu rồi cô chú ơi. Bé Ngân, hôm nay thì được nghỉ học nên là có rủ bé Ngân là đi ăn cùng với các bé với nhóm luôn. Thì bữa giờ bé Ngân học sao rồi ta? Dạ, con xin chào cô chú chị các bạn nha. Thì hôm giờ thì em học cũng được 2 tuần rồi đó chị. Cũng ổn hết. Nói chung là thầy nói thì học bài cũng nhanh. Dạ. Chị có nghe bé Cẩm nói là bé Ngân đi học dạo này là rất là hơi bị áp lực về sao bé Cẩm sự nói chuyện sao bây giờ em đi học thì em phải nói chuyện sao chuyện thoải mái không giả bộ chị là khách hàng đi nói chuyện nhỏ nhẹ từ tốn dạ cái phong cách của tiệm á chị là cô nói là tại vì do mình chọn cái nghề đó giống như là chăm sóc khách hàng cho nên phải sử dụng một cái ngữ điệu phải thật sự rất là nhẹ nhàng á. Mỗi lần mà vô mà kiểu gặp khách hàng là phải em chào chị. Đúng rồi, giờ diễn tả thì diễn tả được. Thì chào chị là khách hàng nha. Thì Phạm coi. Em ơi, chị muốn làm tóc. Dạ, cho em chào chị nha. Hôm nay chị muốn làm nó gì chị đây? Chị hay tóc của chị hơi vàng với lại hơi bạc nữa. Chị muốn làm sao cho chị trẻ lại thành 18? Có màu để sẵn cho chị. Đây chị, ở đây thì tụi em có cái bảng giá của salon nè. Chị tham khảo qua nha. Ở đây là những cái các chị đó chị uống chủ nhuộm rồi đó. Cộng
Chị chọn chị thấy cái nào mà phù hợp với mình, là cái này là để dưỡng tóc thêm, là cái này là bình thường, và cái này điều chỉnh là loại phục hồi, hay là chỉnh mấy cái bình thường hay chị? Mỗi lần mà cắt vô thì phải tư vấn trước. Sao mà chỉ thấy đồ ấm thôi em ơi. Chị muốn kiểu nào mát mát không chị? À, chị đây là thực đơn của quán em, chị ăn gì chị chọn nha. Ăn em. Dạ cô chú ơi, nói giỡn chút xíu thôi. À, thôi chị đi hỏi với bé chút xíu nha. Dạ. Chào bé Nhung. À, bé Nhung đó giờ có tới cửa hàng mì cay này chưa bé Nhung? Dạ chưa. Tại ở sau con. Hôm nay thì con được tới đây ăn mì cay thì con thấy như thế nào? Dạ con thấy vui. Vui ha. Vui nhiều không? Dạ nhiều. Vui dữ không? Dữ luôn. Dữ luôn ha. Rồi các bé phía bên này thì có vui không? Niệm từ nè. Dạ vui, tại vì lần đầu được trải nghiệm món quán mì cay như thế này nên con thấy vui. Rồi. Rồi xíu nữa thì dì Nhàn chúc cho các bé sẽ ăn thật là ngon miệng nha. Ăn thật là vui luôn. Rồi phía bên này thì mỗi giáo viên hướng dẫn cô chú thì sẽ tách bàn ra để cho ngồi dễ tiện quản lý các bé. Đây thì có Bảo Nhi nè, Bảo Vi nè, rồi Quyền Trân nè, rồi bé Hoa nữa. Phía bên này chào Trúc Ly, chào Kiên. Bây giờ các bé có đi ăn mì cay ở tiệm này chưa? Chưa. Tụi Vi đi chưa con? Chưa. Chưa nữa hả? Rồi hôm nay được đến tiệm mì cay này thì con thấy như thế nào? Con gọi món gì rồi? Cả hải sản nha. Rồi còn Mỹ Lệ. Đó giờ con có gì ăn ở trong trước? Lần đầu tiên luôn ha. Rồi giờ mới bước vô đây còn có hết hồn, con bỏ tỏ không? Đẹp quá, đẹp luôn. Đẹp quá đẹp luôn. Rồi đi vô rồi có sợ là mấy gì dẫn đi chỗ nào mà là bị lạc không? Không, tại vì có bạn rồi chứ con không sợ lạc. Không sợ nha, đúng rồi, rất là tự tin rồi, rất là mạnh mẽ luôn. Rồi con chọn món gì vậy? Con chọn mì. Mì gì con? Dạ mì hải sản á. Mì cay hải sản luôn ha, vậy là Mỹ Lệ thích ăn hải sản. Dạ không, con chọn heo á chứ con đâu biết. Vậy con thích ăn bò hay thích ăn hải sản hơn? Không, cái gì con cũng ăn. Gì cũng ăn được hết. Rồi bữa giờ bé ngẩm thôi nhà Mỹ Lệ sao rồi? Nó quạo cũng mấy tay luôn. Đâu rồi, quạo sao? Ồ, thấy đẩy tay luôn nè. Hả? Con cưng nó lắm hả? Con rất tối á, cái con bắt nó vô, xong rồi cái con ẩm xong cái nó quạo tùm lum hết trơn á, nó không có chịu. Vậy hả? Chị là không quen, chưa quen. Mà con ghét quá, nghỉ tắm luôn, cho hèm luôn. Không cho tắm luôn nha. Rồi, xíu chị nhỏ. Chúc cho cả lớp mình ăn thật là ngon miệng nha. Rồi, qua tới bên này thì có bé Ti, bé Tho, rồi bé Hậu, bé Bơ nữa. Ôi ui, bơ, bữa nay đi ăn mì cay con có vui không? Thì vui ha. Rồi, bé Ti cho dì nhà ngồi với nha. Mấy bé nhà mình thì chắc mì cay thì ăn cũng khá là nhiều lần với cô chú. Thì lần này được trải nghiệm mì cay thì Ti thấy như thế nào? Đi chung với mấy bạn ở trong lớp học tỉnh Hương luôn. Rồi, con đang gọi món gì vậy Ti? Hải sản luôn. Ồ, các bé thì rất thích hải sản luôn. Ủa, rồi khoai tây này của ai vậy ta? Của ai? Của con. Đúng rồi, của bé Bơ. Bé Bơ thích ăn khoai tây lắc. Rồi gà ghén. Gà ghén của ai? Của Bơ, của Hậu. Rồi gửi cho con nghe, còn cái này của con hả Hậu? Rồi chúc cho cả nhà mình ngon miệng nha. Phía trước này thì có các cô bé nhà mình, cô chú ơi. Đây, chào Kim Cương. Chào Kiều Vi. Rồi chào Hảo Vi nữa. Rồi các con đã được lên món hết rồi đó hả? Rồi con giới thiệu cho cô chú biết là hôm nay các con ăn gì nha. Mì cay bò. Mì cay bò. Hải sản luôn. Rồi đó giờ là các con có ghé quán này chưa? Dạ rồi. Các bé ở nhà mình thì có ghé quán để mà trải nghiệm rồi đó cô chú. Thì quán Yagami này thì cũng mới vừa khai trương ở Châu Thành. Thì cũng tầm vài tháng thôi cô chú. Thì cũng được rất là nhiều bạn trẻ biết tới luôn. Rồi bây giờ thì Nhàn chúc cho các bé ngon miệng nha. Hôm nay thì con rất là vui luôn khi dẫn các em ở lớp học tình thương, các bé ở nhà và cùng các chị em ngày hôm nay là ngày cuối tuần á, thì cũng rất là vui và hạnh phúc là bé Ngân ngày hôm nay được nghỉ học ở cô chú. Và với sự yêu thương dành cho bé Ngân ngày hôm nay thì con muốn đại diện cho Mạnh Thường Vân, đó là anh Mắt Liêu Trinh, gửi tặng cho bé Ngân một cái món quà. Bây giờ thì cô chú cùng đi với con để tạo sự bất ngờ cho bé Ngân nha.
Dạ, à, con rất là vui luôn khi hàng tuần mà bé Ngân được làm xong công việc nè, rồi đi học. Thì em học rất là tiến bộ, ngày hôm nay là học được làm được những cái mái tóc mà để uống lạnh rất là xinh đẹp luôn. Thì con hy vọng Tết nay bé Ngân sẽ lành nghề để mà có thể tạo cho con một cái mẫu tóc rất là đẹp. Bên cạnh đó thì Ngân đi học thì cô chú cũng rất là quan tâm về... thôi chị còn chung ha. Quan tâm về bé Ngân về sức khỏe nè. Đi học thì cũng rất là cực luôn cô chú, giống như là mình đứng cũng phải học, như là trên mô hình thôi Ngân. Dạ, cái đó là học ở trên một cái đầu cái bạn mannequin mà em gọi đó là bạn khách hàng thân thiết của em. Dạ, tại vì ban đầu khi mà mới vô thì cô nói là em không xem đây là một cái đầu của khách hàng, cũng không xem đây là một cái đầu của mannequin, mà em cứ tưởng tượng đây là cái đầu của em làm trên nó như thế nào thì cảm nhận của em về cái máy tóc đó nó như thế đó. Và sau này khi mà em làm thật sự trên đầu khách thì em sẽ cảm nhận được đó là mình sẽ sử dụng cái lực mạnh hay lực nhẹ để mà mình làm được cho khách hài lòng. Giống như là chị thì thích nhẹ ha, em cảm thì thích nặng, tức là mình nhẹ em theo nhẹ, còn nặng thì mình theo nặng, đúng không? Dạ. Ngày hôm nay thì thấy bé Ngân đi thì không biết có da có thịt hay chưa ta, chắc phải đo vòng eo ha Cẩm ha. Dạ, mình sẽ bắt đầu vòng eo của Ngân ngày hôm nay và trong tuần sau nữa để coi quá trình mà em ăn vặt nó có tiến bộ hay không ha cô chú ơi. Và hôm nay thì con có một cái món quà bất ngờ của anh Bác Đi Trinh gửi tặng cho bé Ngân để mà ăn vặt cô chú ơi. Đây, chị gửi tặng em nha. Dạ, em cảm ơn anh Bác Ly Trinh rất là nhiều vì đã quan tâm và yêu thương, cũng như nói là gửi tặng cho em buổi tiệc ngày hôm nay đúng không chị? Không, anh Trinh Quốc. Anh Trinh Quốc, dạ. Ngày hôm nay thì em rất là cảm ơn Trinh Quốc vì đã gửi cho mấy chị em có buổi tiệc ngày hôm nay. Sau đó thì cảm ơn anh Bác Ly Trinh vì đã yêu thương em cũng như là gửi tặng cái phần quà này đến cho em. Chúc cho anh và gia đình sẽ có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong hạnh phúc và công việc nha. Dạ. Giờ Ngân mở phần quà của anh ra nha. Trong lúc mở phần quà thì anh cũng gửi gắm đến một cái lời nhắn là cái phần quà này nè, riêng là để cho Ngân ăn vặt thôi, khi mà hết tiền ăn vặt thì chị lại cho tiền ăn vặt tiếp. Dạ, cũng không có giấu gì mấy chị em trong gia đình và cô chú chị các bạn, sau 2 tuần lễ em đi học ở dưới thì em lên nhẹ nhẹ 1,5 kg. Vậy là chị rất là mừng rồi. Dạ có. Thôi bây giờ để cho em nó khui quà, nó mừng quá không khui được luôn. Dạ, là 2,5 triệu. Anh gửi về cho chị 100 đô thì chị đổi được là 2,5 triệu. Cái này là ăn được 1 tháng luôn chứ không phải là 1 tuần nữa chị ơi. Đúng rồi, anh căn dặn nếu mà khi dùng số tiền này là Ngân chị ăn giặt thôi. Em cứ mua bánh gì đó, bánh bao nè, bánh gì mà em yêu thích, hoặc là ủa tự nhiên trình đón bánh bao kỳ vậy ta, quen miệng rồi. Có thể là mua những thức ăn gì mà em thích á. Dạ, tại vì thường á là sáng em ở nhà thì hoặc là mẹ sẽ mua đồ ăn sáng sẵn cho em, hoặc là em sẽ làm đồ ăn để em ăn ở nhà xong em đi làm. Thì trưa khi mà 11:30 em được nghỉ trưa đó thì em sẽ đi ăn ở ngoài hoặc là em sẽ mua đồ về ăn. Dạ. Thì chiều về thì em lại tiếp tục ăn thêm 1 buổi nữa. Rồi tối thì em hay mua thêm mấy cái bánh nhỏ nhỏ, em dặm thêm buổi tối làm 8 giờ đó. Đó là do tại sao 2 tuần mà em lên được 1,5 kg. Vậy là chị cũng rất là vui khi mà em biết chăm sóc sức khỏe của mình. Giống như là thật giữ gìn sức khỏe thì là tốt để mà mình mới có giống như mình thoải mái tâm trạng, rồi sức khỏe có nè thì mình mới tạo ra được những cái mẫu tóc đẹp. Đôi lúc thì sức khỏe là càng rất tốt nữa thì mình sẽ sáng tạo ra những cái mái tóc hoặc là không giống ai, mình độc quyền. Khi đến cửa hàng của Ngân rồi, khi mà đến nhà của bé Ngân, cửa hàng của bé Ngân rồi, mẫu tóc đó là độc quyền của Ngân đó nha. Tại vì em ý thức được đó là một cái việc mình làm một cái nghề gọi là chăm sóc khách hàng thì mình phải biết chăm sóc cho bản thân của mình trước. Đúng. Tại vì khi mà người ta nhìn vào mình thì người ta mới đủ tin tưởng, người ta giao phó cả một cái bề ngoài cho mình để mà mình
thỏa sức mình sáng tạo ở trên đó. Đúng rồi, nó là vẻ bề ngoài rất là quan trọng. Dạ. À, em cũng không có quên là cảm gửi lời chân thành cảm ơn đến anh Martin rất nhiều. À, luôn yêu quý và yêu thương nhóm phụ nữ miền Tây, đặc biệt là bé ngày hôm nay. À, mong em sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt. Thì em cũng xin chúc cho anh và gia đình luôn luôn có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Công việc thì luôn thuận lợi và gặp nhiều may mắn. À. Rồi, sau khi ăn xong thì chúng ta sẽ có tráng miệng là bánh bao kim sa. Mỗi bàn là 3 cái, mỗi bàn 1 cái nha. Bữa nay bé ngăn hót kìa cô chú ơi. Đây. Chết rồi, ở đây 4 bạn. À, mình chắc cho chị xin đôi đũa. Đây. Xớt qua nha. Rồi mỗi bạn 1 cái nha. Đằng xa quay cẩn thận chị ơi. Rồi đây. Đây, ở bên đây là 5 cái. Rồi, mấy em ăn xong sẽ ăn thêm bánh bao nha. Mấy em thấy mì cay ở đây ăn có ngon không nè? Chắc ngồi chán dữ quá. Dạ, nóng thiệt chị. Nhưng mà cái này thì phải nóng thì nó mới ngon. Ở trong nó mới chảy cái trứng ra được. Bánh bao đây, bánh đó. Bao. Mấy em ăn xong ăn thêm bánh bao nha. Ui, quá là hấp dẫn luôn. Dạ, ở dưới một cái rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Xin lại. Đây, xin lại. Mình công bằng nha, khi nào anh xem sẽ bổ sung. Bên đây nam thì sức nam cho 4 cái. Này là được ưu tiên nha, tại vì bên đây là ưu tiên đội tuyển mạnh. Bên nhà mình cái 39 cái thì chắc chị nghĩ là dư á. Đây, xin mời bánh bao kim sa gửi đến các bạn. Rồi, chắc là đủ 39 cái. Ủa, em ơi đủ 39 cái chưa? Cái đó em bưng xuống bàn đi cho chị. Cái đó em bưng xuống đây chị. Dạ. Lâu quá rồi chị mới gặp lại Bảo Nhi với là Bảo Vi. Chắc cũng khoảng 2 tháng rồi đúng không? Là tháng trước thì chị có vô, nhưng mà tháng này thì từ lúc chị đi học tới giờ thì không có ghé nữa. Hai em qua học được mấy buổi rồi? 3 buổi rồi. Em thấy đi học ở đây thì như thế nào nè? Hơi gục ghè xíu ha. Dạ thì rất là hiểu. Rồi cái phần kiến thức hồi trước đó, lúc mà em chia sẻ với chị đó, là em học tiếng Anh thì hơi khó đó. Hôm giờ thì em học em thấy nó dễ dàng hơn với mình vô. Dễ hơn rồi ha. Rồi khi mà ra đây học đó, thì bà ở nhà có lo không hay là có nói gì không? Bình thường khi mà em đi học về em thấy bà có vui không, hay là bà có hỏi han gì cái vấn đề học của em ở đây hay không? Mấy bạn cố gắng học tập nha, cho chị gửi lời hỏi thăm bà. Mấy em ăn mì có ngon không? Rồi dạo này qua em học sao rồi nè? Dạ, cũng được. Cũng được ha. Cô giáo thì dạo này thấy em qua học có tiến bộ không? Cũng có, bé còn cố gắng nhiều. Cố gắng với bạn nha, tại vì bạn thì chị thấy là tại vì mất tóc cũng hơi nhiều nên là sẽ cần thời gian lâu hơn những cái bạn khác trong cái quá trình mà học. Rồi chúc em ăn ngon miệng nha. Ngon không Tì? Trời ơi, ăn hết sạch luôn rồi cô chú ơi. Bánh bao kim sa của bạn nào còn lại nửa cái đó. Của bé Bơ hả? Ở trên đây mấy bạn vừa mới ăn xong luôn nè. Trời ơi. Bánh bao đây, bánh bao đây.
lâu quá rồi mới gặp lại mấy bạn. Thảo Duy là vẫn ốm như ngày nào luôn. Cỡ này nghỉ em có đi học thêm nữa không? Chỉ còn đi học võ thôi đúng không? Ừ. Dạo này thì ở nhà mẹ còn may gói giúp em không? Dạ còn, nhưng mà ít kiểu lâu lâu mới có một giờ. Ngày ba thì cũng mới làm ở chỗ cũ mấy em. Rồi hai chị em thì ở nhà cũng ra vô phụ mẹ. Nay đi ăn mấy em có vui không? Rồi ăn ngon miệng nha. Còn ba gánh bao ăn hết là không cho gì vậy? No hả? Lắc xíu xuống ăn tiếp. Rồi chị đi nha. Đi ăn đi con được xuống đây được đi ăn mà nó cay không độ mà dùng vẫn cay kêu cấp không mà vẫn cay hả anh đi con bình thường đi ngon không Lan em có xuống đây bao giờ chưa chưa luôn ăn ngon lắm 2.638.000 hai chị gửi 2.640.000 dạ, cảm ơn em dạ. À, ngày hôm nay thì mấy chị em cùng với lại các bé cô chú đây mình đã đi ăn rất là nhiều mì cay và trà sữa trà đào luôn với tổng trị giá là 2.638.000 và tiền taxi thì các bé đi hai quận là 600.000 do là trên nhà xuống thì mấy bé chỉ có xe đạp thôi nên mấy chị em chở không hết mình phải lấy taxi cô chú tổng luôn ngày hôm nay mà anh xin rất hỗ trợ để mà một bữa ăn rất là ngon cho các bé đó là 3.238.000 đồng. Dạ, một lần nữa thì đại diện nhóm rất là cảm ơn tấm lòng đến từ anh. Kính chúc cho anh luôn luôn dồi dào sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc anh nha. Bây giờ thì cho cả nhóm xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn. Chào, cả lớp ơi, chào. Bye bye. Bye.